Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 5 lượng tập. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là giới thiệu đề kiểm tra giữa học kỳ 1 tiết 20. Phần 1 3 điểm rưỡi. Bài 1 1 điểm rưỡi. Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D. Đặt trước câu trả lời đúng. Câu A, hỗn số 15 và 3 phần 100. Với dạng chứa thập phân là với lại 15 là phần nguyên. Còn 3 phần 100 nó là bằng là 0,100 này có mấy số 0? Hai số 0. Hai số 0 thì sau dấu phải này nó sẽ là hai số. Hai số bây giờ số 3 là một số rồi. Như vậy chúng ta phải thêm một số 0 sau dấu phải và con số 3. Rồi như vậy ta lấy 15 ta cộng với cái này. 15 ta cộng với này là phần phần nguyên này vào đây. Vào đây như vậy là 15,03. Câu C. Nó qua câu B. Số thập phân lớn nhất trong các số sau là số nào? Như vậy chúng ta trước tiên chúng ta sẽ so sánh các phần nguyên trước. Các phần nguyên. Phần nguyên là 13, 13, 12, 12 coi như là bỏ. 13, như vậy chúng ta chỉ còn lại là ba số này. Chúng ta so sánh cái phần thập phân. Phần thập phân đây là 2. Đây là 5, đây là 2. Vậy 5 là lớn nhất, như vậy con số là 13,5. Đây. Câu B. Câu C, số thập phân 18,09 bằng số thập phân nào dưới đây? Cái này mà không phải. Cái này không phải. Cái này không phải. Cái này. Sau số thập phân, cái cuối cùng á, số cuối cùng ta thêm số 0 hoặc một số 0, hai số 0, ba số 0. Nó cũng không có thay đổi gì hết. Số này ta thêm có 10 số 0 nó cũng không thay đổi. 10 số 0 phía cuối cùng nha, phía cuối cùng. Nó cũng không thay đổi gì hết. Nó cũng là nó. Bài số 2. Đúng thì cái D sai cái S và ô trống 18 mét vuông 5 dm vuông bằng 18,5 mét vuông. Như vậy cái mét vuông này và mét vuông này giữ nguyên, còn cái này chúng ta sẽ đổi. Cái này chúng ta sẽ chia cho bao nhiêu đây? Chúng ta sẽ chia cho dm vuông mà đổi ra cm vuông thì chúng ta sẽ chia cho 100. Đó, chia 100. Chia 100 thì nó bằng lại bao nhiêu đây? 0,05. 0,05 này, số 0 này phần nguyên ta cộng 18 nên lại nó bằng là 18,05. Mà đây 18,5 là sai. Cái này tính là chỉ được là 18,05. Rồi, cái này là sai. Chữ ha là hecta, hecta là hecto mét vuông đó, cái đơn vị này nó là có cái tên nữa là hecto mét vuông. Hecto mét vuông là chữ h, chữ m và số 2 thì nạp. Rồi bên này người ta họ chữ hecta và hecta giữ nguyên, như vậy cái này chúng ta phải đổi ra hecta. Cái giải đơn vị đo của nó là hecto mét vuông, deca mét vuông, mét vuông. Như vậy từ cái này mà chúng ta sẽ đổi qua hecta thì chúng ta sẽ có hai chữ số 0 của mét vuông, hai chữ số 0 của deca mét vuông. Như vậy là số 1. Và số này chúng ta sẽ chia cho 1 bốn chữ số 0. Rồi cái này chúng ta chia bốn chữ số 0 là đây bốn chữ số 0 rồi đó. Như vậy chúng ta sẽ có là 0 phải nè. 4 chữ số 0 mà đây là có 3 chữ số rồi này, 1 2 3. Vậy chúng ta thêm một số nữa. 1 0 5. 0 1 0 5 như vậy 4 chữ số tương ứng với lại 4 chữ số 0. Rồi ta lấy 8 hecta này ta cộng với số 0 này là bằng 8,0105. Và cái này đúng. Đó. Này đúng. Bài này
cái hỗn số này đổi ra phân số, ta lấy cái phần nguyên ta nhân với lại cái mẫu và ta cộng với lại cái tử và ta giữ nguyên mẫu. 2 ta nhân cho 7 là 14. 14 ta cộng 5 là 19. 19 phần 7 đúng. Bài số 3. Viết các số sau, số đặc phân sau theo thứ tự tăng dần. 23,39. 23 này 23 này 23,5. Rồi chúng ta xem 23, đây 23. 23 là nhỏ nhất. Rồi số này xong. 23,089. 23,089. Xong. Là tới số này. 23,39. Và cuối cùng là 23,5. Đọc qua trang tiếp theo. Bài số 1 tính. Rồi cái này thì chúng ta phải làm phép nhân trước rồi nó mua cộng bằng 3/5 ghi lại. Cộng cho hai này nhân nhau. Chúng ta thấy này, 3 trên 3 dưới đơn giản, như vậy còn là 1 1. 5 với lại 10. 5 với 10 chúng ta đơn giản đi, như vậy là còn lại dưới này còn 2, như vậy là 1/2. Rồi cái này chúng ta quy đồng. Quy đồng. 3 x 2 là bằng 6 phần 10. 5 x 1 là bằng 5. 5 phần 10. Vậy là bằng là 6 cộng 5 là 11 phần 10. Bài này chúng ta làm phép chia trước. 5/8 chia lên nhân 4/3 trừ 1/6 bằng như vậy là cái này chúng ta đơn giản đi, vậy dưới là còn 2 4 với lại 8 thì dưới còn 2, 2 x 3 là 6, như vậy là 5/6 trừ cho 1/6 bằng 4/6. 4/6 chúng ta rút gọn cho 2, vậy là 2/3. Qua bài số 2, tìm A, tìm B, biết. Vậy A, tìm B này thì chúng ta xem như nó là một cái x đi. Xem như nguyên cái cụm này nó là một cái x đi. Như vậy coi như đây là một cái x. Thì đây là gì đây? Đây là số bị trừ, đây là số trừ và đây là hiệu. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, ta trừ đi hiệu. Rồi là gì đây? A trên B bằng A trên B này là số trừ, ta lấy hiệu. Ta lấy số bị trừ, ta trừ đi hiệu. Là bằng gì đây? Chúng ta quy đồng ra. Quy đồng thì ta lấy là mẫu là 1, nghĩa là 8/4, ta trừ cho 5/4. Vậy A trên B bằng gì đây? A trên B bằng là 8 trừ 5 là bằng 3. 3/4. Rồi cái này cũng tương tự, và chúng ta xem như đây là một cái giá trị x. Xem như nó là một cái giá trị x. Và đây là một cái tích. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích, ta chia cho thừa số đã biết. A trên B bằng tích 7/8, ta chia cho 4/7. Ta nhân đảo ngược lên. 7/4. A trên B bằng
7749 trên 8432. Chúng ta qua bài số 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài, có chiều rộng là 600 mét, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Hỏi diện tích thửa ruộng đó bao nhiêu hecta? Như vậy muốn tính diện tích thì chúng ta sẽ tìm cho được chiều dài và chiều rộng. Đây là người ta họ cho là mét, mà đây người ta họ hecta, thì chúng ta sẽ tính mét rồi chúng ta sẽ đổi ra hecta. Và tiếp theo câu B, người ta cái tên thửa ruộng biết cứ 100 mét vuông thu được là 62 kg thóc. Ở trên thửa ruộng đó thu được là bao nhiêu tấn thóc? Chỗ này là người ta họ tính là cho là 62 kg, mà người ta hỏi là tấn, thì chúng ta phải đổi cái đơn vị này, chúng ta chú ý mấy cái đơn vị này. Rồi trước tiên thì chúng ta quay lại thì chúng ta sẽ đi tính cái bây giờ chiều rộng có rồi đúng không, tính chiều dài. Rồi lấy 600 ta nhân cho 3. Chiều dài thửa ruộng là 600 ta nhân cho 3, 6 3 18, đơn vị là mấy? Rồi chúng ta tính cái câu A, diện tích thửa ruộng là 6 chiều dài nhân cho chiều rộng bằng 6 x 8 là 48, với 8 là như 4, 6 16 40, 2 số 0 2 số 0 2 số 0, bài này 2 số 0, đơn vị là mấy vuông nào. Rồi chúng ta đổi ra hecta luôn. Hai đơn vị này là của mét vuông, hai đơn vị này là của mét vuông này, hai đơn vị này là của đề ca mét vuông này. Rồi đề ca mét vuông như vậy là còn lại là 108 hecta là viết tắt là chữ H và chữ A. À, cái này là gì đây? Hectomet vuông, deca mét vuông và mét vuông. Đây đơn vị hecta, nó chính là hectomet vuông này. Hai số không này là của mét vuông, hai số không này của là deca mét vuông, còn lại là của hectomet vuông hay gọi là hecta. Chúng ta qua trang tiếp theo. Về tính cái người ta cái lúa trên thửa ruộng biết rằng cứ 100 mét vuông thì thu hoạch được 62 kg thóc, thì bây giờ chúng ta sẽ đi tính cái diện tích gấp cái số rồi chúng ta diện tích của này là 1000 1080 3 số 0 nữa. Như vậy là 1.080.000 mét vuông gấp 100 mét vuông số lần là 100. Giờ ta lấy số này ta chia cho 100. Bằng 2 số 0 này bỏ là 10800 lần.
Rồi cứ 100 mét vuông thì chúng ta sẽ có được là 62 kg thóc. Thì chúng ta lấy số này ta nhân cho 62. Số thóc thu hoạch được là 108 00. Ta nhân cho cứ 100 mét vuông này được là 62 kg thóc bằng là 669600, nên là kg thóc. Rồi bây giờ người ta hỏi là tấn thì chúng ta sẽ đổi ra số tấn thóc thu hoạch được là, ta lấy số này đổi ra 669600 kg bằng, chúng ta sẽ chia cho kg, chúng ta đổi ra tấn là chúng ta sẽ chia cho 1.000, 1.000 là 3 chữ số 0. Như vậy nó vào đây, chia dấu phẩy nó vào đây. Vậy là 669 phải 6 tấn thóc. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ đây là câu B. Ta đáp số. Câu A là 108 ha. Câu B 669,6 tấn thóc. Chúng ta qua bài số 4. Trung bình cộng của hai số là số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số khác nhau. Tìm hai số đó, biết số bé bằng 2 phần 5 số lớn. Nào chúng ta xem lại cái đề. Trung bình cộng của hai số là số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số khác nhau. Như vậy là số tự nhiên mà lớn nhất có hai chữ số khác nhau là con số 90, 18. À. Như vậy ngay chỗ này là trung bình cộng có nghĩa là chúng ta sẽ có là tạm gọi là x1 là số thứ nhất cộng với x2 là số thứ hai. À, ta chia cho 2 là bằng 90, 18. À, chia 12 là bằng 9,18. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có là tìm hai số đó, biết số bé là bằng 2 phần, như vậy số bé là 2 phần và số lớn là 5 phần. Như vậy bài toán này nó sẽ ra vào là tổng tỷ. Tổng tỷ. Như vậy bây giờ chúng ta cần là cần hai số cộng lại thôi. Cho nên chúng ta tính cái này. Đây là một cái số bị chia, được không? Muốn tìm số bị chia ta lấy thương ta nhân với số chia. Như vậy trong có x1 ta cộng với 2 là bằng là 98 ta nhân 2. Nhớ đó là tổng của hai số. Rồi có tổng, rồi có tỷ số, chúng ta đi tính tổng số phần. Rồi chúng ta sẽ đi tính là tổng của hai số là tổng của hai số đó là, ta lấy 98 ta nhân cho 2, 216 với 6 như 1, 918 190 16. Rồi tiếp theo chúng ta đi tính là tổng số phần bằng nhau. Bằng nhau là 5 ta cộng 2 bằng 7 phần. Rồi tìm số lớn,
số lớn là lấy 196 ta chia cho 7 và ta nhân cho số lớn là 5 phần bằng bằng 140. Số 3 là ta cũng tương tự, ta lấy 196 ta chia cho 7 rồi ta nhân cho 2 phần bằng 56. Rồi ngay chỗ này thì chúng ta có thể là chúng ta tính theo cách khác. Tính theo cách khác là có thể là chúng ta sẽ lấy là tại vì hai số nó tổng là bằng 196, ta trừ cho số lớn là 140. Rồi, vậy nó cũng bằng là 56. Tính cách này thì khỏi cách này và tính cách này thì khỏi cách này, cách nào cũng được. Rồi, chúng ta đáp số. Số lớn là 140. Số bé 56. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.